Xin chào các bác và các anh em. Hôm nay thì em mời các bác và anh em tham quan cái phòng khách của nhà em một chút. Mọi khi thì cứ ở trong cái phòng gọi là phòng kỹ thuật, tức là cái phòng ở phía trong kia là cái phòng mà hàng ngày em vẫn ngồi cắn chỉnh vang số cho các bác và anh em. Là cái phòng mà ngày xưa cũng là cái phòng karaoke, nhưng mà bây giờ thì em là dùng để thường xuyên ngồi đấy để cắn chỉnh vang số cho các bác anh em cho nó được yên tĩnh. Thế còn hôm nay ấy thì là như vậy là ra phòng khách. Đây là cái phòng mà ngày xưa là cái phòng mà gọi là tiếp đón khách đến hát hò. Vừa là cái chỗ bán nước này, vừa là cái chỗ mà tiếp đón khách trong khi chờ đợi hát hò. Thì trước thì em làm kinh doanh karaoke, làm kinh doanh thuê và bán cả hàng nước nữa. Các bác thấy rằng đây là một cái biển. Một cái biển mà cách đây 20 năm rồi. Các bác thấy rằng là một cái biển mà cách đây 20 năm bán những cái loại rượu như là rượu anh đào hoặc là hoàng đế, tức là cách đây 20 năm rồi. Cái lúc bây giờ thì là khách khứa thì thích uống rượu anh đào, rượu hoàng đế. Anh đào hoàng đế là những cái loại rượu mà cách đây gần 20 năm. Gần 20 năm thì em bán các cái loại rượu anh đào, rượu thanh mai, rượu hoàng đế, rồi trà líp tông, rồi trà bạc hà đó kia. Đại khái là cái biển này là cũng là một cái biển mà có cách đây 20 năm rồi, từ những ngày khởi đầu mà em làm dịch vụ karaoke sạch hát. Thì đây nó là một cái không gian của một cái phòng mà trước đây vừa là cái nơi bán nước, vừa là cái nơi mà để cho anh em gọi là chờ hát. Thì ở đây thì nó hơi ồn ào một chút, cái phòng khách này thì nó cũng cỡ khoảng độ 40-50 mét vuông. Đây là quốc lộ, đây là quốc lộ 2 này, quốc lộ 2 là chạy qua trước cửa nhà luôn. Thì buổi sáng thì em cũng đóng cửa để em vào trong phòng em làm cho yên tĩnh. Có lẽ rằng là bà con hàng xóm thì cũng quen với cái việc mà em đóng cửa, bởi vì cái thời gian buổi sáng là cái thời gian mà sẽ làm được nhiều việc nhất, bởi vì nó yên tĩnh, tập trung nhiều thời gian để mà làm cho các bác anh em. Bởi vì cài đặt vang số ấy, thì nó đòi hỏi cái sự tập trung, cho nên là buổi sáng là em cứ đóng cửa, để như vậy là vào trong phòng làm việc để cho nó yên tĩnh. Sáng ngủ dậy thì chạy bộ này. Và cái khu vực này là cái khu vực mà là vừa là đóng hàng, vừa là như vậy là gia đình ngồi uống nước. Thì em lại mới nhập về ít vang số Theta K6E. Thì đối với dòng vang số Theta K6E thì em cũng đã bán mấy năm nay rồi. Và qua cái quá trình nghiên cứu rất là lâu thì cũng làm được cái chất âm khá hay ở trên cái dòng vang số Theta K6E. Từ Theta K6 thường cũng như là Theta K6E thì là em làm rất là tốt. Và gần đây thì em có phát hiện ra một cái mục mà gọi là dành cho chuyên gia. Một cái mục mà dành cho chuyên gia. Cho nên rằng là tại sao em lại nhập nhiều vang số Theta K6E về để bán cho các anh em. Bởi vì em khám phá được một cái mục gọi là nâng cao. Mà cái mục này là cái mục mà dành cho chuyên gia, các chuyên gia về âm thanh sẽ sử dụng cái mục này, để mà cài đặt chiếc vang số Theta K6E nó được tốt hơn. Thì ở đây nó có liên quan đến tiếng vang nhại 1, tiếng vang nhại 2 này, sẽ căn chỉnh được cái tiếng vang nhại bổ sung thêm. Và đây là căn chỉnh về cái tông, tức là cũng làm đẹp phần âm sắc. Và trong đó có cả cái mục theo sớt, có mục hai đam, tức là sẽ hỗ trợ cho cái việc căn chỉnh ở cái dải tần số cao. Và tiếp đến là có cái mục mục này là cái mục mà nó là nằm trong cái mục compressor, tức là cái mục Atex và cái mục Zelit. Ở phía trên này là thời gian tấn công và phía dưới này là thời gian sản nén. Ở đây là căn chỉnh về cái Atex cũng như là cái Zelit cho cái cổng giờ lò
và đây là căn chỉnh cái Atec và cái Zalit cho cái cổng xúc. Đây là cái Atec này, phía trên là Atec tức là thời gian công, phía dưới là cái Zalit là thời gian xả nén của cổng giờ lọ, cổng chính. Còn đây là cổng cổng xúc này. Ở đây là cái mục mà căn chỉnh cái hiệu ứng vang nhại. Hiệu ứng vang nhại. Tức là cái này sẽ căn chỉnh bổ sung cho cái phần effect và nhiều cái mục ở trên chiếc băng số này. Thì cái này nó sẽ dành cho những cái anh em mà có chuyên môn cao và sẽ sử dụng cái mục này. Thì đối với lại chiếc băng số TK6E thì đến giờ phút này thì em nghĩ rằng là em sẽ làm có khi còn hay hơn cả X12. Còn hay hơn cả X12 bởi vì có làm thêm được cái mục, làm thêm được cái mục gọi nâng cao dành cho các chuyên gia âm thanh. Thì nói về chiếc băng số TK6E thì chắc là các bác cũng đã biết em bán cũng rất là lâu rồi và cũng có rất nhiều video giới thiệu chia sẻ với lại các bác anh em về cái phương pháp căn chỉnh cũng như là các cái chế độ em làm. Thì về cái chế độ thì em vẫn làm các chế độ giả dụ như là sáng tiếng, tối tiếng, nịnh giọng và dì vọt, là tương ứng với lại 4 cái nút ở trên mặt máy. 4 cái nút ở trên mặt máy thì các bác anh em có thể gọi nhanh bằng các cái nút ở trên mặt máy này. Thế còn về vấn đề phần mềm ấy thì là bằng tiếng Trung, bằng tiếng Trung. Thế nhưng mà khi các bác anh em mà căn chỉnh ở trên mặt máy ấy, khi mà các bác anh em căn chỉnh trên mặt máy thì quên em lại không cắm điện một chiếc. Thì ở đây thì nó là bằng tiếng Trung này, nhưng mà khi các bác anh em ấn vào các cái nút giải như nút mic, nút effect này, nút music này, khi chúng ta ấn vào đây ấy, thì nó hiển thị ở trên màn hình bằng tiếng Anh. Hiện giờ đang kết nối với máy tính cho nên nó có chữ BC control, tức là cái giao diện hiển thị ở trên màn hình này ấy, là bằng tiếng Anh. Và khi các bác ấn vào các cái nút này thì nó cũng hiển thị ở trên màn hình là bằng tiếng Anh. Thế còn đây là cái nút music này, nút mic và cái nút effect. Thì TK6E thì nó hơn TK6 thường ở chỗ là nó có 3 cái nút xoay để cho chúng ta căn chỉnh về cái độ lớn của phần nhạc, phần mic và phần effect. Thì nói về cái hình thức cũng như là cái kiểu dáng thì các bác cũng dễ nhìn nhận thôi. Thế còn về cái cổng kết nối ấy, về cổng kết nối thì các bác cũng dễ nhìn nhận thôi, có cổng quang này, có cổng cáp đồng trục này, rồi có cả đường video, có cả đường video màu vàng đây. Và cái hệ thống bên này ấy, là hệ thống ra cái hệ thống loa 5.1 này, ra cái hệ thống loa 5.1 này. Thế còn đây là cái đường vào, trong đó có đường BMG, đường in1, in2, đường BMG, đường in1, in2. Đây là cổng sâu giao này, đây là cổng sâu giao, đây cổng xúc, đây cổng canter, đây là cổng giờ, cổng lò, và có hai cái đường mic Canon ở đằng sau. Còn mặt đằng trước thì có 3 lỗ cắm mic. Thì nói đúng ra thì đối với các bác là người mua hàng thì các bác sẽ quan tâm đến một là cái kiểu dáng, cái hai nữa là như vậy là liên quan đến cái giá thành. Em nghĩ rằng liên quan đến cái giá thành thì em nói luôn bây giờ thì nó đắt hơn trước đây. Trước đây em bán là 2.3 triệu, nhưng mà bây giờ là 2.4 triệu. Thì đối với người sử dụng, người mua thì các bác sẽ quan tâm đến kiểu dáng, hình thức và cái giá thành. Và cũng muốn là nghe những cái anh em mà có chuyên môn về băng số có thể là đánh giá, phân tích đánh giá để cho các anh em có thể nắm bắt được về cái chất âm ở trên một chiếc băng số. Thế còn cái việc mà làm có hay hay không, thì nó phụ thuộc vào cái kỹ thuật của mỗi người. Mỗi người nó có một cái khả năng riêng, một cái sự thẩm âm riêng. Thì tại sao mà em lại hay alo ở trên mic bằng cái âm sắc, bằng giọng nói, bằng số đếm, từ 1 đến 10 và bằng cái giọng nói của chính bản thân mình? Bởi vì trước đây ấy, thì là em kinh doanh. Trước đây kinh doanh thì khi ngồi trực ở bên ngoài này ấy, mà lúc bây giờ thì phòng hát nó không được kín như là phòng bây giờ đâu. Phòng hát ngày xưa thì nó đơn giản, nhưng mà cửa nó không được cách âm tốt.
Cho nên khi mà ngồi ở bên ngoài ấy, thì cứ thấy là thỉnh thoảng có những cậu thanh niên, cậu cứ alo 1 2 3 4 5 6 7 8, cứ alo luôn ở trên mic như thế. Thế thì khi mà em thấy cậu này cậu alo như thế và cậu hát thì em mới xác định được là cái tiếng alo này ấy, nó cũng rất là quan trọng khi mà đánh giá được cái chất âm của cái người hát. Cái tiếng alo 1 2 3 4 nó có một cái đặc tính khi liên quan đến giọng hát. Giải trầm thì chúng ta nghe như thế nào, giải trung như thế nào và giải chép như thế nào. Em thì vẫn hay alo là 4 7 10 2 3 5 6 9. Thì cái 4 7 10 ấy là nó liên quan đến cái phần âm thấp, âm trầm. Và cái 2 3 5 ấy là liên quan đến cái phần âm trung. Và cái 6 9 là liên quan đến phần âm chép. Và cái 6 9 ấy để đánh giá được cái độ nhuyễn của cái phần âm sắc ở giải cao. Còn cái 2 3 5 ấy là đánh giá về cái độ vang của cái giải trung. Và cái 4 7 10 là đánh giá được cái độ mềm mại của cái giải âm thấp. Cho nên rằng là qua cái quá trình kinh doanh karaoke và cũng lắng nghe khách hàng, lắng nghe cái sự phản hồi của khách hàng khi mà đến nhà mình hát karaoke, cũng như là lắng nghe cái tiếng alo của khách và cái giọng hát của khách, thì em có một cái cái kiểu riêng. Có một cái kiểu riêng khi mà căn chỉnh vang số, khi mà thẩm âm. Em thì không dùng máy móc gì hết, hoàn toàn là bằng tay, bằng mồm thôi. Tức là như vậy là khi mà sử dụng thì hoàn toàn trên máy tính, căn chỉnh trên máy tính thông qua phần mềm. Và như vậy alo bằng mic, bằng các cái âm sắc mà nó liên quan đến giọng nói, giọng hát của con người. Thì nó có một cái khi mà chúng ta alo bằng những cái giọng nói của chúng ta thì nó đánh giá được cái độ trung thực. Khi mà căn chỉnh vang số ấy, là nó đòi hỏi cái độ trung thực, tự nhiên, trung thực, tự nhiên, tình cảm và dễ hát. Nhiều khi đến phòng karaoke bây giờ ấy, thì là loa nhiều, loa rất nhiều, thiết bị thì đắt tiền cao cấp, tiếng alo, tiếng hát thì rất to nhưng mà nó thiếu đi cái độ dẻo, độ nhuyễn và cái độ tình cảm chân thật. Thế cho nên khi mà em làm bằng số cho các anh em ấy thì cũng được rất nhiều các anh em là đón nhận ở cái chỗ là nó có một tính chất là tự nhiên, trung thực. Tự nhiên, trung thực. Thì nói tóm lại là em giới thiệu các anh em là có nhập về mấy chục chiếc vang số Theta K6E về để phục vụ các anh em. Và em làm những chiếc vang số này là còn hay hơn cả X12. X12 thì em căn chỉnh rất nhiều cho các anh em. Em nắm được cái đặc tính của X12. X12 thì giải bát là có lẽ hơi dư. Và giải bát của X12 so với giải bát của Theta K6E này là cái độ tròn, độ chắc, độ mềm, độ sâu không bằng Theta K6E đâu. Và cái giải trung cao ấy, của X12 ấy, là hơi đanh. Và cái giải chép thì cũng sáng nhưng mà thiếu độ nhuyễn. Cho nên nếu mà nói về phần nhạc ấy thì X12 không bằng Theta K6E đâu. X12 không bằng Theta K6E. Còn về cái phần effect ấy, còn phần effect thì khi mà em đã tìm được những cái phần bổ sung để mà cài đặt cho chiếc vang số Theta K6E thì có lẽ rằng là chiếc vang số Theta K6E là có lẽ rằng còn hay hơn cả X12. Và nó có sự tùy biến rất là cao trong các cái bộ dàn khác nhau. Thì trước đây thì em có bán Theta 6E thì em cũng nắm bắt được cái đặc tính của cái dòng Theta 6E. Thì em cũng tư vấn cho các anh em là những cái bộ dàn mà loa nó chưa tốt, thiết bị chưa tốt thì dùng Theta 6E thì lại là rất là tốt, rất là hợp. Nó thúc đẩy được các cái phần âm sắc của cái giải cao, giải trung và giải cao rất tốt. Và cái giải trầm ấy, giải trầm là nó tròn chắc gọn, cho nên là những cái đôi loa dùng lâu ngày rệu rã về cái phần âm bát, về cái phần âm trung, âm chép nó không được sáng rõ thì là Theta K6E là xử lý rất tốt. Cho nên là tại sao em lại nhập nhiều về như vậy, bởi vì nói đúng ra thì giá thành thì cũng không phải là đắt, giá thành không phải là đắt nhưng mà nó lại rất là phù hợp với lại nhiều cái tính chất bộ dàn khác nhau. Điều kiện của các bác anh em thì cũng nhiều, các bác anh em còn khó khăn chứ không phải là dư giả gì.
Cho nên rằng là bỏ một chiếc vang số ra 5-10 triệu thì không phải là đơn giản. Không phải là đơn giản. Cho nên rằng là em muốn giới thiệu các bác anh em ấy, là để cho nó có tính chất là bình dân, tính chất bình dân, để mà phục vụ các anh em nó có thể là đa dạng trong các cái bộ dàn mà chất âm nó chưa được tốt. Thì có thể là với chiếc Katana 6E này để có lẽ rằng là sẽ làm được những cái đặc tính mà có thể là giải quyết được những cái khiếm khuyết ở trên bộ dàn. Thì hôm nay thì em nhập về thì em muốn giới thiệu nhanh với các bác anh em như thế. Thế còn về cái vấn đề căn chỉnh thì em tiếp tục nghiên cứu để như vậy là tìm ra những cái tối ưu nhất ở trên cái dòng vang số K6E này để mà phục vụ các anh em nó được tốt hơn. Thì các anh em nếu có nhu cầu thì hãy liên hệ với em để em có thể là tư vấn và cài đặt cho các anh em những cái chiếc vang số mà nó sẽ phù hợp với tính chất bộ dàn cũng như là cái sở thích cũng như là ngân sách đầu tư của các bác và anh em.